Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán thay cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2020 và bây giờ thì cũng là hơn 11 rưỡi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mình bận công việc chút thì mình lên clip thì hơi muộn. Thì là mong các bạn thông cảm. Thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn chưa ưng sản phẩm nào mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn người sẽ là người lựa chọn vào sản phẩm cho mình đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc XS Max nhá. Hôm nay nhà mình về được con chiếc XS Max này. Đấy. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách nhá. XS Max đây ạ. XS Max. Hình thức con XS Max này thì là máy là đẹp là trên 90% các bạn nhá. Trên 90%. Con này thì hôm nay mình sẽ thanh lý các bạn ấy giá cực kỳ là rẻ. Đây ạ. Con XS Max này. Nói chung đây. Con này là iPhone XS Max, con này là bản LLA mà dung lượng của nó là 256GB nhá. Đây là bản 256GB nhá. XS Max bản 256GB này. Đấy. Bản 256GB. Nói chung là bản 256GB thì các bạn dùng quá là phê luôn nhá. Quá là tuyệt vời ạ. Đây ạ. Pin, tình trạng pin con này thì là 100% luôn nhá. Đấy, pin là 100% luôn ạ. Đấy, nên các bạn dùng. Thì con này thì hôm nay mình mua lại của khách thì mình đã kiểm tra rồi. Con này thì là màn zin, men zin, màn zin. Đấy, màn là chưa sửa chữa chiếc kính gì nhá. Men là chưa sửa chữa gì nhá. Đấy, cái mắt 256GB. Con này thì bên mình đã thanh lý bạn giá là 10 triệu đồng nhá. Đấy, 10 triệu nhá. Hôm nay con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá cực kỳ là 10 triệu đồng này. Con này thì mình sẽ là tình trạng của nó là bị mất Face ID nhá. Đây, các bạn vào đây thì quét này, này, này. Face ID nó sẽ không nhận được diện khuôn mặt này. Đây. Đấy. Còn tình trạng là máy bị mất Face ID nhá. Đấy. Còn mọi chất ngăn tất cả là ok hết các bạn nhá. Từ nói chung là chỉ bị máy bị mất mỗi Face ID thôi nhá. Đây. Camera quá là nét luôn. Nói chung là các bạn sản phẩm X, iPhone X Max thì các bạn không phải chê đâu nữa nhá. Đấy. X Max này. Con này thì bên mình đang tí bạn giá cực kỳ là rẻ. Giá chỉ với giá 10 triệu đồng nhá. Đây. Mình nghe nhạc thì phê lắm. Nghe nhạc là phê luôn. Đấy. Bọn này thì quá là phê luôn nhỉ. Dùng thì nghe nhạc quá là phê luôn. Đây. Loa quá là to rồi. Nghe cả hai loa sướng á, nghe loa trên và nghe loa dưới sướng á. Đấy. Nói chung là nhanh quá là mượt rồi. Đấy, con này thì các bạn mình cũng không phải giới thiệu nhiều, thì các bạn cũng quá am hiểu. Các bạn cũng đam mê công nghệ thì các bạn quá là đam mê, cũng quá là hiểu sản phẩm điện thoại iPhone rồi. Đấy, con XS Max con này tình trạng là máy bị mất Face ID. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 10 triệu đồng nhá. Bản 256GB nhá, giá cực kỳ là rẻ nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPhone XS Max này các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình. Và đây là địa chỉ cửa hàng của mình, các bạn nào gần các bạn có thể qua trực tiếp mình và xem và kiểm tra và test máy nhá. Đấy, ok các bạn. Ừm thì xuống tiền và lấy nhá. Ở xa bên mình có ship và hình thức ở xa bên mình rất nhiều hình thức. Một, các bạn có tin tưởng trước thì các bạn có thể chọn hình thức là chuyển khoản trước. Và hình thức thứ hai các bạn chọn chưa tin tưởng, các bạn này các bạn phải cọc phí ship của mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhá. Trên mặt mới màu hồn quá đẹp luôn. 256GB giá chỉ với 10 chai thôi, rất là rẻ cho các bạn nhá. Chiến game, con này chiến game thì quá là tuyệt vời luôn. Quá là phê rồi. Tại vì màn hình nó quá là đẹp rồi. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 5S. Đấy, 5S thì hôm nay con này mình vừa mới thâu lại của khách xong chứ. Đấy, khách thì vẫn còn nguyên cái miếng dán ni lông đằng sau này. Con này thì bên mình đang thanh lý mạng giá là 1 triệu đồng nhá. iPhone 5S đây ạ. Đây. iPhone 5S, con này là bản 16GB. Vân chân vân tay đầy đủ. Con này thì bên mình đang thanh lý mạng giá là 1 triệu đồng nhá. Rất là rẻ cho bạn. Máy màu gold 1 triệu nhá. Đây, 5S màu gold đẹp 1 triệu, máy đã đẹp trên 90% nhá. Rất là rẻ cho các bạn là dân chơi nhá. Đấy, 1 triệu đồng rất là rẻ. Đấy, 1 triệu đồng nhá. Và đây là con 5SE. 5SE con này là bản 32GB nhá. Đấy, 5SE con này là bản lock 32GB nhá.
đây là con 5SE lock 32GB. Đấy, 5SE lock 32GB. Con này thì bên mình đã thanh lý bảng giá là 1.1 triệu nhá. Đấy. Vân chân vân tay đầy đủ. Hôm nay thì mình vừa mới về con này xong. Con này mình sẽ thanh lý bạn với giá cực kỳ là lợn chết luôn. 1.100.000 sản phẩm iPhone 5SE lock 32GB. Đấy. 5SE lock 32GB. Đấy, 5SE lock thì nó cấu hình nó như kiểu 6S cơ. Nhưng mà nó là kiểu dạng i5SE thì nó thu nhỏ nhá. Chỉ với giá 1.1 triệu nhá, rất là rẻ cho các bạn chiến game các kiểu ABC nhá. 5SE đây ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung gì nhỉ? iPhone 5SE này các bạn nhắn tin hàng mình là sớm nhất nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi thì mình cũng giới thiệu sơ qua qua thôi, mình cũng đi ngủ tại vì mình cũng buồn ngủ quá rồi. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là báo giá tất cả sản phẩm, các bạn thấy chất lượng máy bên mình và giá bên mình cảm thấy hợp lý, các bạn có thể nhấc máy lên điện trực tiếp qua hai số điện thoại nhà mình nhá để đặt hàng và mua hàng nhá. Đấy, mình thấy con XS Max này quá là hợp lý, các bạn nhanh tay là chốt cho mình sớm nhất nhá. XS Max 256GB mà chỉ giá là 10 triệu đồng, quá là rẻ rồi. Bao cho bạn là main zin, màn zin nhá. Fake ID các bạn nào về các bạn có thể là mang đi, các bạn có thể là mang đi sửa được đấy. Cái fake ID này mình nghĩ theo như mình là thợ thì các bạn có thể là mang đi sửa được nhá. Sửa fake ID cũng được. Đấy. Sửa đi thì các bạn bán cực kỳ là lãi rồi. Quá là lãi luôn, bán đi là lãi luôn các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con Oppo A3s ấy. A3s thì con này là 1.750.000 nhá. Oppo A3s con này là 1.750.000. Hình thức là máy đẹp là 95% nhá. 95% ạ. Đấy. Máy đẹp như là mới, đẹp 95%. Con Oppo A3s này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.750.000. Màn hình con này thì là màn hình là hơn 6 inch, tràn viền, tai thỏ, tai chuột, pin thì là pin thì nó pin hơn 4000 nhá, các bạn dùng quá là phê luôn. Oppo A3s đây là hai camera này, màn hình lớn này. Nói chung là pin trâu này, chỉ với 1.750.000 rất là rẻ cho bạn chiến game các kiểu ABC nhá. Cấu hình là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A3s này các bạn nhắn hàng mình là sớm nhất nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay. Con này thì mình đang hết pin thì sao ạ? Đang hết pin rồi. Con này con Lova 2i. Lova 2i thì con này thì tình trạng thì là máy con độ 85% nhá. 85%, máy thì đang bị hết pin mất rồi. Lova 2i, cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ con này là 64GB. RAM 4, bộ nhớ 64GB. Này. Đây mình đang cắm sạc cho nó lên pin này. Đấy. Con này là chỉ bị chấm một tí ở màn hình nhé, chấm trắng một tí ở màn hình này. Đấy. Đấy. Đấy, chấm trắng một tí ở màn hình đấy nhỉ. Đấy. Mình sẽ xem vào mục giới thiệu điện thoại. Yeah. Lova 2i. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Đấy, con này chỉ bị chấm một trắng tí màn hình này thôi. Đây. Đấy. Con này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 1.700.000 nhá. 1.700.000 sản phẩm Lova 2i. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB nhá. Đấy, chỉ với giá 1.700.000 rất là rẻ cho các bạn nhé. Lova 2i. Bạn nào thích sản phẩm Lova 2i này các bạn nhắn tin hàng mình là sớm nhất nhé. Đấy, hai camera Lova 2i các bạn cũng không lạ lẫm gì con này nữa rồi. Đấy, 1.700.000 rất là rẻ nhé. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Đấy, mình cũng bảo với các bạn rồi, năm 2020 điện thoại rất là rẻ. Thì các bạn là người tiêu dùng thì là các bạn là người online, để mua hàng online thì gì nhỉ, mình khuyên các bạn là nên đi mua hàng online nhé. Tại vì mua hàng online thì tỏ thật các bạn là thứ nhất là các bạn quá am hiểu công nghệ rồi, và thứ hai các bạn đi mua hàng online thì các bạn có thể là tìm hiểu hết kênh này kênh nọ khác rồi, hoặc là tìm hiểu trên mạng rồi. Thì cũng có một bài viết về khen ngợi về mua hàng online nhé. Các bạn người mua hàng online thì các bạn là quá là người thông minh và quá là người lựa chọn là đúng đắn nhất, thì mình khuyên các bạn nên mua hàng online. Đấy, mua hàng online các bạn nhận hàng thanh toán, kiểm tra hàng thanh toán thôi, rất là sướng, rất là ok ạ. Và lỗi thì bên họ thì cũng có đổi thôi. Đừng là các bạn cứ mua đi, thoải mái đi ạ. Đây, và tất cả bên mình thì có đây, trực tiếp cửa hàng nhà mình đây. Các bạn gửi trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng nhà mình thì mình sẽ khắc phục và sửa chữa cho các bạn nhé.
Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con iPhone 6 thường. iPhone 6 thường thì con này khách cũng có là dán cái miếng chống trơn đằng sau này. Máy nó khá là đẹp, con này thì hình thức là máy đẹp còn trên 90% nhé. Khách cũng có dán chống trơn đằng sau này. Mình sẽ xem con này là bản bao nhiêu ghi nhé. Này, con này là bản 64 GB nhá, iPhone 6 thường đấy ạ. iPhone 6 thường con này là bản 64 GB ạ. Con này là bản quốc tế 64 GB nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý mạng giá là 2 triệu đồng nhá, iPhone 6 thường. Con này là bản 64 GB. Bên mình đang thanh lý mạng giá là 2 triệu đồng nhá. Đấy, rất là rẻ. Đấy. Con này ngày trước mười mấy 20 triệu cơ, nhưng bây giờ chỉ với giá là 2 triệu đồng thôi các bạn nhá. iPhone 6 thường 64 GB 2 triệu đồng nhá. Rất là rẻ cho các bạn lựa chọn nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con Oppo gì nhỉ? Con Oppo A39 này. A39 cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Con này thì bên mình đang thanh lý mạng giá là 1.450.000 nhá. 1.450.000. Hình thức là máy đẹp là 90% nhá. 90% đấy. Oppo A39. Đây. Mặt kính thì nó hơi bị phẩy phẩy kiểu mà không dùng cường lực đây, phải phải được chút thôi, mình sẽ dán vào cường lực cho các bạn là sẽ nói chung là không tỷ lệ không nhìn thấy không cao nhá. Đấy, Oppo A39 đấy ạ. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, 2 SIM, 2 sóng. Bên mình đang thanh lý mạng giá là 1.450.000. Hình thức là máy đẹp là trên gì nhỉ? 90%. Đấy, rất là đẹp nhá. Mình buồn ngủ quá. Hôm nay thì nào mình díu các mắt rồi. Các bạn. Đây. Con này là Samsung J7 Bright. J7 Bright con này là bản Hàn Quốc. Hàn Quốc con này thì bên mình đang thanh lý mạng giá là 1.400.000 nhá. Vỏ thì con này có phẩy theo thời gian nhá. Đấy, vỏ phẩy theo thời gian đấy. Đấy, vỏ phẩy theo thời gian. J7 Bright. Này. J7 Bright. Đấy, con này là máy Hàn Quốc, một SIM. Bên mình đang thanh lý mạng giá là 1.400.000. Đấy, tùy với mức giá tiền mà tầm hơn triệu thì các bạn có thể là mua sản phẩm. Các bạn có thể là cân nhắc vào sản phẩm Samsung J7 Bright này, rất là tuyệt vời nhá. Nói chung là nó RAM 3GB chạy rất là khỏe. Đấy. Các bạn mua về tặng cho ông bà bố mẹ người thân rất là tuyệt vời. Con này thì chữ nó to đây. Này. Máy này máy Hàn mà. Nên các bạn dùng rất là ok, rất là yên tâm nhá. Pin châu bò nhá. J7 Bright Hàn Quốc một SIM. Con này màu gold bên mình đang thanh lý mạng giá là 1.700.000. À sorry các bạn, 1.400.000 nhá, rất là rẻ nhá. Rồi mình còn ngủ quá, mình giới thiệu thôi để mình mai mình giới thiệu lốt cho các bạn nhá. Hôm nay mình buồn ngủ quá, mình vẫn còn mấy con nữa mình chưa giới thiệu thôi. Thôi để mai mình sẽ giới thiệu các bạn nhá. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn xem video mình chữ ưng sản phẩm nào mình, các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem đầu tiên và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đang xem video mình buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc và xin chào hẹn lại tiếp tối ngày mai nhá.